Thưa quý vị, trải qua hơn 11 kỳ tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF đã đem đến cho thành phố một thương hiệu làm nên sức hút riêng. Với sự tham gia của đại diện các quốc gia có truyền thống lâu đời về nghệ thuật trình diễn pháo hoa như Phần Lan, Canada và Pháp, qua hai đêm thi vừa qua đã làm lay động lòng người bằng những màn pháo hoa đầy huyền ảo. Hứa hẹn những đêm tiếp theo của lễ hội sẽ mang đến cho người dân du khách những bữa tiệc ánh sáng độc đáo, chuyên nghiệp và đẳng cấp. Sau 3 năm chờ đợi, khán giả DIFF lại được thấy bầu trời và dòng sông Hàn chia hòa làm một khi màn khai pháo của các đội thi diễn ra đầy ấn tượng. Với chủ đề Thế giới không khoảng cách là lời khẳng định cho nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch thế giới nói chung và Việt Nam, Đà Nẵng nói riêng sau đại dịch. Mặc dù là Việt Nam chúng ta thì có hàng nghìn lễ hội, nhưng mà lễ hội quốc tế pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là một trong lễ hội mới, lễ hội của thời đại bây giờ. Và nó là một cái hội rất là ý nghĩa và rất là văn hóa, rất là nhân văn, và đặc biệt là nó đem đến một cái giá trị thẩm mỹ, đem đến cho người xem Đà Nẵng cũng như người xem truyền hình có được một cái mỹ cảm thẩm mỹ rất là tốt. Và tôi nghĩ đây là một trong những lễ hội pháo hoa, một trong những lễ hội của cái thời đại hiện nay rất là ấn tượng. Năm nay các đội thi đều đem đến sự chuẩn bị kỹ càng từ kỹ thuật, kịch bản đến âm nhạc, được ban giám khảo đánh giá cao. Nổi bật trong đêm thi thứ hai, bất chấp thời tiết không thuận lợi như đêm khai mạc, nhưng màn trình diễn của đội pháo hoa Pháp vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi những loạt pháo hoa tầm thấp đồng điệu cùng âm nhạc và sự kết hợp của ca khúc Đừng Hỏi Em Vì Sao của ca sĩ Mỹ Tâm đã khiến cả khán đài dậy sóng. Còn 2-3 đêm nữa thì là sẽ rất nhiều những cái mới. Mới ở đây là ta có thể nói rằng là nhiều các cái hiệu ứng, và đặc biệt là ngay cái hôm nay tôi đã so với lại các cái năm trước là tôi đã thấy là rất là nhiều các cái kỹ thuật bắn và đặc biệt là các cái hiệu ứng của pháo hoa làm gây cho người xem những cái là ấn tượng rất là khủng khiếp, và đặc biệt là gây cảm xúc rất là mạnh. Về chất lượng pháo hoa năm nay thì rất tuyệt vời và bản giản. Tôi không thể có nhiều lời để diễn tả hơn về những màn trình diễn pháo hoa ngày hôm nay. Các đội thi quay trở lại Đà Nẵng như Phần Lan và Ý rất sẵn sàng để chinh phục cái vị quán quân. Có một vài đội mới và họ cũng thật sự làm rất tốt. Với Đà Nẵng, để trở thành điểm đến hấp dẫn, mùa hè này, thành phố sông Hàn không chỉ có DIFF mà còn có vô số trải nghiệm mới mẻ để mời gọi du khách đến tận hưởng. Nhưng sự trở lại của DIFF thật sự là một dấu ấn mạnh mẽ giúp khẳng định thương hiệu du lịch hàng đầu cả nước.